lấy được chim rồi, có 3 con. Mình sẽ nuôi 3 con lớn rồi, 6 nha. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ lên bắt chim sáo nha. Đây là chim sáo nâu nha. Đấy. Nó làm tổ trên cây dừa các bạn ạ. Cây dừa nhà mình. Mình sẽ lên bắt cây dừa bên kia. Đấy, cây dừa kia. Ở trên nút ở trên đấy. Các bạn cùng xem mình lên bắt nhé. Cây dừa bên kia các bạn. Các bạn xem mình lên trên nó bắt nhé, chim sáo. Sáo nâu nhé. Thank you.
Đây các bạn, như vậy là mình đã bắt được, lấy được chim rồi, có 3 con. Mình sẽ nuôi. Đây, 3 con lớn rồi, 6 nhá. Đây các bạn, 3 con chim mà mình vừa mới lấy từ cái cây dừa xuống đây. Đấy, cho vào lồng đẹp rồi.